Nó sôi nó đã chín rồi mà các bạn, hạ đùi lửa nhỏ xuống tí xíu nha. Đây giờ mình hạ lửa nhỏ xíu, các bạn đảo đều. Thịt bò thì vừa chín tới, rau cũng vậy các bạn, đừng để cái nào nó chín quá nha. Thịt bò nó chín quá nó sẽ bị dai, còn rau nó chín quá nó sẽ không ngon nha các bạn. Đây thì hồi nãy có hành lá và ngò gai mình sắc á, thì giờ mình bỏ chung vô và đảo đều lên luôn. Các bạn đã trở lại với kênh Cắt Thời Gian. Thì hôm nay mình xào đọc bí với lại thịt bò. Thịt bò ở đây mình có tầm khoảng 3 lạng và đọc bí thì mình có tầm khoảng nửa ký nha các bạn. Và mình có một ít đuôi hành, tỏi, hành tím, hành lá và ngò gai. Gia vị mình có đường, muối, bột ngọt, nước tương với nước mắm, một ít dầu hào. Tí xíu mình sẽ đưa chút vô sau, thì vì khu vực này nó chặt quá mình không đưa lên hết được nha các bạn. Thì cái phần bí này mình mua và làm sạch sẽ rửa rồi các bạn, nó hơi non nên là cái ống nó hơi bự á. Còn thịt bò thì mình cũng thái luôn rồi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách ướp phần thịt bò cho các bạn nha. Mình đặt cái tô và cho hết cái phần thịt bò của mình vô nghe các bạn. Có cái phần nước này mình chét lỡ nó có phần nước gì, các bạn sẽ chét hết cái phần nước luôn. Khi mình chét ráo này, thịt bò bây giờ khi các bạn rửa xong một hồi nó sẽ ra nước nhiều bây giờ nè. Và bỏ cái phần nước này đi. Phần nước rồi các bạn, cho hết phần thịt bò vô. Mình cho một ít tỏi và một ít hành tím. Các bạn cho một tí xíu bột ngọt thôi nha, đừng cho nhiều quá. Tí muối, muỗng cà phê đường, nếu các bạn ít ăn đường thì giảm cái phần đường lại. Muỗng cà phê nước tương và một ít dầu hào, tầm khoảng nửa muỗng ngò dầu hào các bạn. Nước mắm vậy muỗng cà phê thì các bạn cho vào đôi ít thôi, không cho nhiều quá. Nếu các bạn làm không quen á, thì mình sẽ lường theo cái phần muỗng hết cho nó dễ đó các bạn, trộn đều lên. Các bạn trộn đều lên tầm khoảng được một phút cho nó thấm đi nha các bạn. Khi cho vô đây được một phút rồi các bạn, mình cho một muỗng dầu ăn. Cái muỗng dầu ăn mình cho vô đây thì các bạn dùng đôi đũa và trộn đều nó lên. Các bạn nào ăn tiêu thì mình sẽ cho một ít tí xíu nha. Rồi giờ mình sẽ cho cái phần bò này thấm thêm tí xíu nữa. Khi các bạn ướp mà trong tầm khoảng 1 phút á, xong rồi mình hẳn cho cái phần dầu vô. Chứ nếu các bạn cho cái phần dầu vô liền á, thì nó không mềm thịt bò mà nó sẽ làm phần gia vị không thấm vào thịt bò nha các bạn. Lại gần phần bếp thì các bạn bắt phần chảo lên và cho một ít dầu ăn vô đây. Để cái phần chảo và phần dầu ăn nóng đều nha các bạn. Dầu ăn mình vừa nóng tới thì cho cái phần tỏi và phần hành tím hồi nãy còn lại á. Các bạn cho vô và thử lên cho nó thơm và nó vừa đổi cái màu thôi nghe các bạn. Màu như vậy nè các bạn. Đó, nó đổi màu như vậy đã thơm các bạn, cho vàng quá nha. Thì mình sẽ cho hết cái phần thịt bò của mình vô và đảo đều. Khi đảo đều cái phần thịt bò này là nó săn như vậy nè các bạn, đừng cho nó săn quá nha. Thì mình sẽ cho hết cái phần rau vô. Khi cho phần rau vô các bạn cũng để lửa lớn và đảo đều nha. Đây là mình không cho nước nha các bạn. Cho lửa lớn và đảo đều trong tầm khoảng 1 phút thì cái phần rau mình cho nó xẹp xuống. Còn cái phần thịt bò ở dưới là nó chưa có chín nha các bạn, nó mới vừa săn săn tới à. Nó vừa săn tới và rau nó cũng mới vừa xẹp xuống nè, thì các bạn có thể nếm lại theo thử nó có lạc hay nó mặn hay là nó đậm vị hơn á các bạn. Cái khẩu vị của mình á là hồi nãy mình nêm nếm các bạn, thì bây giờ thì nó hơi nhạt một tí xíu. Các bạn sẽ cho một tí xíu nước tương
và tí xíu dầu hào. Còn nếu các bạn nào không ăn được nước tương với dầu hào thì mình có thể thay thế muối hoặc cà no hoặc là nước mắm đó các bạn. Rồi mình đảo đều lên. Khi các bạn đảo lên rồi thì mình cho luôn cái phần đuôi hành vô. Rồi giờ thì mình để cho nó chín đều để mình đi cắt cái phần hành và phần ngò gai luôn nha các bạn. Nó sôi nó đã chín như vậy, các bạn hạ đồ lửa nhỏ xuống tí xíu nha. Đây giờ mình hạ lửa nhỏ xíu, các bạn đảo đều. Thịt bò thì vừa chín tới, rau cũng vậy, các bạn đừng để cái nào nó chín quá nha. Thịt bò nó chín quá nó sẽ bị dai, còn rau nó chín quá nó sẽ không ngon nha các bạn. Đây thì hồi nãy có hành lá và ngò gai mình sắt á, thì giờ mình bỏ chung vô và đảo đều lên luôn. Rồi giờ thì mình nấu xong thì mình sẽ tắt ga. Xong rồi các bạn, cái phần rau bí xào thịt bò của mình đã xong rồi nè. Các bạn nhìn cái màu xanh rất đẹp không? Thì giờ mình sẽ để trong cái chảo này luôn, khi nào nhà mình ăn thì mình sẽ gấp ra các bạn. Phần đuôi hành nó cũng vừa chín tới rất ngon, nếu các bạn nào không thích ăn đuôi hành thì khỏi bỏ vô ha. Và rau bí xào thịt bò của mình đến đây đã xong rồi. Nếu các bạn là cảm thấy thích thì cho mình một like, một đăng ký. Phần dưới mình có nút chia sẻ, các bạn nhớ chia sẻ cho bạn bè mình cùng coi. Cái cách xào đơn giản, không mất nhiều thời gian các bạn. Cái thịt bò này thì nói chung các bạn mua về và thái mỏng nè. Còn nếu các bạn là không thích thái thì mình có thể mua và người ta thái với mình luôn á. Thì video đến đây đã xong, thì mình xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video mình. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn.